Mọi người ơi, mọi người có thấy tóc chưa mọi người? Nếu như ai đã thấy em rồi thì mọi người comment lên đây nha, cho em thấy mọi người luôn nha. Hello các tình yêu, mọi người xem đây nha. Xem nay chị thấy cái livestream nó tối tối sao? Quên đi đâu không? Biết chị nói gì không mà ờ? Chị nói là quên đi đâu không mà? Mọi người ơi, ai thấy em rồi thì mọi người comment lên đây đi, cho em thấy mọi người luôn nha. Hello các tình yêu. Mọi người đã ăn cơm chưa ạ? Ý, hello Lý Đình, tôi chào Lý Đình luôn nha. Hello anh Trọng Duy, lâu quá em mới thấy anh luôn á. Hình như em off gần cả tuần trời luôn đúng không mọi người? Em off hình như cả tuần trời luôn đó ha. Off quá trời off luôn mà. Con biết mấy tháng rồi mới coi chị livestream đúng không? Hơi bị lâu rồi đó nha, Phạm Anh Tấn nha. Hello Lương Yến Nhi, em chào chị Trọng Duy luôn nha. Trọng Duy ơi, anh ăn cơm chưa? Mọi người ơi, mọi người đang làm cái gì đó? Mọi người đã ăn cơm chưa nè? Em cũng nhớ anh Duy nữa. Không đi chơi à? Dạ không luôn anh Minh Đức Phụng Đức ơi, em ở nhà em livestream, em bán hàng để kiếm tiền mua sữa uống. À, đây tụi anh tụi lớn là phải uống sữa thiệt là nhiều để cho nó phát triển. À, anh Trọng Duy ơi, anh Trọng Duy ăn cơm chưa? À, Túc Túc nhìn chắc chắn thật à? Nhìn chắc chắn thật ấy, nói nhìn em coi bắp không? Quỷ xứ Hà. Rồi, Lý Đình ơi, Lý Đình là nam hay nữ vậy ta? Rồi mọi người ơi, đợi mọi người vào đông đông, em sẽ cho mọi người chơi mini game luôn nha. Thì mini game ngày hôm nay của em với câu này nó rất là đơn giản luôn, mọi người có thể là đáng dễ lắm luôn. Bơi comment anh luôn. Anh Cường ơi, nãy giờ em thấy comment này comment đầu tiên luôn đó. Nãy giờ không thấy comment nào hết trơn á, để em coi lại trên đây nè. Đâu thấy comment của anh Cường đâu, không thấy comment gì luôn, chỉ có thấy comment bây giờ thôi. Trời mọi người ơi, mọi người comment cho em thiệt là nhiều thì em mới thấy được nha. Còn nếu như mọi người comment một hai comment nó sẽ bị ẩn comment đó. Ăn rồi Túc ơi, ồ em cũng mới ăn rồi. Hôm nay em ăn lẩu bò, hơi bị ngon. Hello chị Phạm Oanh, tôi Túc chào Phạm Oanh luôn ạ. Còn ai thấy em nữa không ta? Nếu như mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây nha, cho em thấy mọi người luôn, để em lên kính cho mọi người coi nha. Thì đầu tiên ngày hôm nay em sẽ lên cái kính nào để em tặng cho mọi người đây ta? Đó là màu kính nào bây giờ? Đây đây đây, cái kính mà hôm nay mà mọi người chơi mini game trúng thưởng sẽ là màu kính này mọi người nhé. Từ từ để em lên to coi nè. Tôi vậy rồi, uống sữa gì nữa? Em chọc anh nói chứ cái thầy em nó như con heo vậy, em uống sữa rồi chắc em lăn luôn quá chứ em không ngồi trên livestream này nổi nữa đâu. Hello Ngọc Minh, hello Kensu, hello anh Trung Hiếu Nguyễn luôn. Các bạn với Kensu rồi nghe. Rồi, em làm gì mà hôm nay mới thấy? Dạ anh Hùng Nguyễn ơi, bữa giờ em đi công tác xa đó, cho nên anh không có thấy em được, thì em đi cả tuần trời luôn. Anh đâu thấy em đâu, anh nhẫn ăn nhìn nhẫn xạo quá vậy. Hello anh Cường, ăn lẩu bò. À thả nào, em nói anh thấy vừa luôn. Anh xạo quá à nha, quỷ sứ Hà, quỷ sứ nha. Rồi, mọi người nhìn nha, thì mẫu kính ngày hôm nay mà em muốn tặng cho mọi người chơi mini game sẽ là cái kính mà em đang mang luôn nha. Có ai thích kính này không? Nếu như mọi người nói comment thích đi, tặng hết cho mọi người luôn, mọi người chịu không? Ví dụ đó nha. Rồi, mẫu kính này tất đang lên cho mọi người thì giá của nó là 400 mọi người nha. 400.000 một cây, rất là dễ thương và rất là ngầu luôn. Mẫu này thì dành cho nam, nữ mang lên em nói thiệt nó ngầu lắm luôn. Đi chơi với bộ? Dạ không có, em đi ăn lẩu bò với lông coco. Rồi, mọi người ơi, bây giờ em sẽ lên một cái kính nữ nữa. Nếu như mà nữ trúng thưởng thì mình sẽ tặng kính nữ, còn nam trúng thưởng là tặng kính nam, ok chưa ạ? Rồi, đây em lên cái kính này trên đây cho mọi người coi nha. Nếu như mà nữ trúng thưởng thì tặng cho người đó chiếc kính 2438 này. Còn nếu như mà là nam trúng thưởng thì mọi người có thể là chọn luôn. Nói chung là cho mọi người chọn thoải mái luôn. Nhớ em ghê đó hả? Anh xạo quá nha, nhớ thiệt không? Nhớ sao hôm qua giờ em livestream không thấy anh vô chơi với em nè. Hello anh Bá Vinh, em chào Luận Mai, em chào Thành Nhận. Tôi tốt đâu rồi ta? Tôi tốt đây nè. Tôi tốt đây nè mọi người ơi, mọi người thấy em chưa? Anh thắng mini game luôn rồi, không phải chơi được đâu em. Anh biết em lên câu đố gì không? Mà anh nói anh thắng anh xạo lắm nha. Ờ tặng em ạ, à. Ok Luận Mai nha, Luận Mai thích không? Nhớ sao không mà ừ, tôi tốt các bạn với Kensu rồi đó nghe. Trời mọi người ơi, nhớ muốn chết luôn đó hả? Dễ thương quá à, cách của em dễ thương cực kỳ luôn á. À, kính nữ đẹp, ok Tường Vân Cloudy luôn nghe. Rồi, mọi người nhìn nha, kính nữ trên đây rất là đẹp luôn đúng không ạ? Thì cái kính này hôm nay em sẽ tặng cho mọi người chơi mini game rồi, lên câu đố cho mọi người chơi luôn nha. Ở đây ai thấy em rồi thì mọi người comment lên trên thiệt là nhiệt tình nha. Rồi, câu đố ngày hôm nay em dành cho mọi người đó là giường gì mà không có chân, đố mẹo mọi người nha. Giường gì mà không có chân mọi người ơi. Xin chào, em chào anh Việt Nguyễn ạ, à. Em chào anh luôn nha. Rồi, hôm trước có một em sao giống em thế? Dạ đúng rồi, bé đó tên là bé Huyền anh nha. Em cũng thấy bé đó nó cũng tựa tựa em như em vậy đó.
mắt mỗi mẹ cũng nhìn nó giống giống heo heo, nhất là cái mặt tròn tròn mập mập đúng không? Thì ok, Long Mai nha. Vậy thì Long Mai hãy chia sẻ livestream cho chị Tốt đi để được nhận quà em nha. Hello Lì Khỉnh luôn nè, Tốt Trần chưa kết bạn với anh, chồng nhiêu em kết bạn với anh rồi nhưng mà nó kết bạn của anh không có kết bạn được, anh kết bạn với em đi. Không có thấy luôn anh Thành nhận anh nổ quá đi. Giống lắm luôn, đúng rồi, cancel ha. Rồi, cái gì mà vừa máy bay ông nội, chú ba mầm này cầm vân cái gì vậy? Cái này đố mẹo mọi người nha. Câu tục ngữ ca dao nào mọi người có thể suy nghĩ ra được không ạ? À? Xin chào, em chào Sơn Hòa luôn nha. Giường gì mà không có chân mọi người ơi, mọi người comment liền cho em luôn đi. Giường nệm là sai rồi, cái giường gì mà không có chân đây là câu đố mẹo. Mọi người nhớ comment cho em nha. Suy nghĩ thiệt là sâu xa cho em luôn ha. Thì mọi người ơi, để tham gia mini game mọi người nhớ nha. Chia sẻ livestream về trang cá nhân một lần để chế độ công khai nè. Chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em chụp màn hình lại liền luôn nha. Chia sẻ 10 hội nhóm chụp màn hình liền luôn để em tặng kính cho mọi người, ok chưa ạ? Chỉ cần có chia sẻ livestream là mình sẽ được chơi mini game luôn nha. Và khi mà mọi người trúng thưởng, em sẽ lít vào tin nhắn của mọi người. Nếu như trong tin nhắn đã có tin nhắn gửi về cho fanpage là lượt chia sẻ đã chia sẻ rồi thì mới là hợp lệ nha, mới trúng kính được luôn nha. Ô rẻ quá, anh biết rồi. Lát anh không dễ quá hả? Không đáng chính thì cuối là anh đáng trúng luôn, khỏi vuốt điện thoại. Anh Cường này không thích vậy đâu. Rồi, hôm bữa em đặt kính mà có việc không nghe máy được, sau khi gọi lại nhân viên nói là mình sẽ gọi lại sau mà không thấy đâu luôn. Ok Lavi nha, bây giờ Lavi cho Tút Tút xin là số điện thoại kèm theo chữ kiểm tra đơn để Tút Tút kiểm tra đơn cho Lavi liền luôn. Dường như là không chân, dường như là không chân là sai, không hiểu luôn. Dường gì mà không có chân mọi người nhá, dường gì đây, dường gì đây, dường gì mà không có chân mọi người ơi. Của anh chốt hàng hôm 11 mà chưa có em. Rồi ok anh Đồng Tuấn Minh ơi, anh cho Tút xin cái số điện thoại kèm theo chữ kiểm tra đơn để Tút chốt cho anh được không ạ? À? Anh ơi cho Tút xin số điện thoại kèm theo kiểm tra đơn đi nha, để em coi coi cái đơn của anh đi tới đâu rồi nha. 11, hôm nay là 16 năm ngày rồi. Hơi bị lâu rồi đúng không? Để em cho nhân viên kiểm tra nha. Rồi, dường may là sai rồi, không đúng luôn ạ. Dường gì mà không có chân mọi người nhớ nha. Chia sẻ livestream về trang cá nhân một lần chế độ công khai. Chia sẻ vào 10 hội nhóm cho em và comment cho em đáp án liền luôn. Giường trên máy bay là không đúng đâu, không phải đâu. Đâu phải nói cái giường đó đâu. Tìm lấy ngày mai ơi, em chia sẻ livestream chưa? Không có chia sẻ livestream là không có chơi được đâu nha cha nội. Rồi, mẫu kính này nếu như là nam hay nữ gì mình đều cũng đều có thể lựa chọn hết. Em ra hai cây kính cho mọi người lựa chọn. Một cây là dòng Lacoste, một cây là kính Gucci. Hai cây này mỗi cây đều có giá là 400 ngàn một cây hết trơn á. Ai trúng là được quyền lựa một trong hai cây này luôn, thích chưa ạ? À? Nếu như mà nữ trúng thì lựa kính nữ, còn nam trúng thì lựa kính nam nha. Cho mọi người lựa chọn luôn. Giường trên xe giường nằm là sai rồi, không đúng luôn. Giường tàu hỏa là sai, ok Đồng Tuấn Minh kiểm tra đơn giùm Đồng Tuấn Minh đi Lâm ơi. Rồi giường nệm là sai, vườn trái cây là sai. Cái giường gì mà không có chân cơ cơ, cái giường gì mà không có chân mọi người nha. Có bao nhiêu chữ hay chạy luôn Yến Nhi ơi, đợi mọi người comment nhiều thì Trúc mới là gửi được nha. Mọi người hãy comment cho Trúc và chia sẻ livestream thì Trúc sẽ gửi cho mọi người liền luôn. Bánh bèo hả? Hello chị Tuyền Hoa nha, dường như là sai luôn rồi, sao khó quá anh ngày hai không có câu trả lời luôn đó hả? Trời đất ơi, câu này nó dễ lắm, mọi người đừng có suy nghĩ sâu xa quá, mọi người ghép chữ cho em đi nha. Rồi đáp án có bao nhiêu từ đây ta ơi, từ từ nha, bây giờ em sẽ coi bao nhiêu lượt chia sẻ, nếu như lượt chia sẻ tăng lên Tốt Tốt sẽ gửi cho mọi người liền luôn nha. Mệt quá mệt quá. Coi coi lượt chia sẻ bao nhiêu rồi là Tốt Tốt gửi cho mọi người nữa nha. Wow, coi coi. À, bánh bèo bánh bèo, bánh lơ bà Hoa luôn nha. Bà Hoa ơi chia sẻ livestream cho em với, mọi người chia sẻ cho em. Giường xe là không đúng rồi anh ơi, không đúng luôn anh nha. Giường xe là không đúng luôn rồi, giường máy bay cũng sai. Giường gì mà không có chân mọi người nha. Khi nào em thấy cái đáp án đúng em sẽ ghim comment lại liền luôn. Hôm nay mình không có chơi lướt comment mọi người nha. Mình chỉ chơi là đáp án đúng, có đáp án đúng thì mình ghim comment lại liền luôn, ok chưa? Hôm nay sẽ không chơi lướt comment nha. Cho nên nếu như mà cuối livestream mày vẫn không có ai trúng thưởng thì em sẽ kết thúc mini game luôn ha. Rồi ok chưa, mà em sẽ gửi cho mọi người, đến người đầu tiên comment nhanh nhất là sẽ được kính luôn nha. Rồi tối nay làm trẻ với em, dạ đúng rồi anh ơi, hôm nay em làm hơi trễ một xíu. Hello nhỏ anh, hello Lì Khỉnh luôn nha, chào bánh bèo và tiền hoa luôn nè. Rồi dường gì mọi người ơi, hiện tại lượt chia sẻ mới chỉ có 46 lượt chia sẻ thôi, rất là ít luôn nha. Mọi người tranh thủ chia sẻ livestream cho em luôn đi ha. Dường gì mà không có chân nè. À Thiên Tinh Trần ơi, Thiên Tinh Trần ơi, chưa có chia sẻ livestream cho em kìa. Kính bắp chưa? Đâu, bị đem mặt kính phía trong rồi em ơi. Ngọc Cẩn ơi, anh bị sao đó rồi, anh cứ inbox trực tiếp cho fanpage giúp em liền luôn ha. Chắc bé nhân viên bên em sẽ giải quyết cho anh luôn nha. Giường treo là sai luôn rồi, không đúng luôn nè. Thằng Dâu ơi, Thằng Dâu chia sẻ livestream cho em chưa? Nhớ nha, có chia sẻ livestream thì mới được trúng kính mọi người nha. Rồi, bây giờ em sẽ cho mọi người coi cái cây kính này và em sẽ tặng cây kính này cho người nào chia sẻ livestream nhiều nhất luôn.
Đây mọi người nhìn nha, mẫu kính này em đang lên cho mọi người đó là kính Ray-Ban, thì giá của nó là 350 một cây, giá gốc 700k. Giá gốc cái kính này 700k một cây, có chữ Ray-Ban trên đây. Cái tròng của nó được làm bằng thủy tinh nha. Cái tròng của nó thì rất là trong, nó trong veo như vậy. Ở bên trong của nó có chán một lớp phản quang cho mọi người luôn, thấy không ạ? Lớp phản quang như vậy nha, mở ra được luôn. Em mang cho mọi người coi, rất là sáng luôn. Mẫu kính này nam mang được, nữ mang được, giá của nó 700k một cây, ok chưa ạ? Ngày hôm nay trên livestream này, nếu như có ai chia sẻ livestream cho em nhiều nhất về trang cá nhân hoặc là vào các hội nhóm thì em sẽ tặng kính này cho mọi người luôn, chỉ trong vòng 3 phút thôi. Em sẽ bấm giờ, trong vòng 3 phút người nào chia sẻ livestream của em nhiều nhất em tặng cho người đó luôn nha. Rồi ok, anh David Phu em chuẩn bị like kính tranh coi liền luôn ha, để em xíu nha. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người chia sẻ livestream. Túp ăn cơm chưa? Dạ em mới ăn gà lẩu bò chứ em chưa có ăn cơm. Mọi người nhìn nha, ở trên cái màn hình livestream bấm vào chữ chia sẻ cho em nha, chọn chia sẻ hội nhóm cho em nè, nó sẽ hiện ra rất là nhiều hội nhóm luôn. Mọi người click vào những cái ô chia sẻ hội nhóm cho em nha, đây click vào chữ chia sẻ hội nhóm đó, nó hiện lên rất là nhiều hội nhóm cho mọi người coi nè, thấy không, hội nhóm nhiều lắm. Rồi click vào cái chữ chia sẻ màu xanh ở đây cho em để mình chia sẻ cái livestream này luôn nha. Đó, bấm chia sẻ cho em được không ạ? Rồi, thì ai chia sẻ livestream của em nhiều nhất là mọi người sẽ được nhận kính luôn ha. Đó, bấm chữ chia sẻ vô các cái hội chợ đó mọi người. Rất là đẹp luôn, rất là nhiều hội nhóm luôn nha. Trong vòng 3 phút chia sẻ về trang cá nhân cũng được. Em bấm giờ nha, 3 phút cho mọi người bắt đầu ha. 3 phút bắt đầu. Rồi, giường máy bay là sai, giường không chân là sai luôn rồi. Mắc quá, không có tiền mua đâu hả? Anh Đực ơi, chào anh nha. Cái gì kính này mà mắc cha nội 700k một cây, hôm nay em tặng kính này là em tặng cho mọi người. Rồi, 3 phút cho mọi người chia sẻ livestream. Giường gì mà không có chân, mọi người tranh thủ chia sẻ livestream cho em luôn nha. Mọi người ơi, tranh thủ chia sẻ livestream cho em luôn ha. Giường gì mà không có chân được không ạ? Thời gian cho mọi người chỉ còn có 2 phút 37 giây thôi. 2 phút 37 ngày kết thúc thì em sẽ, nếu như mà không có ai comment trúng thì em sẽ hủy mini game luôn và sẽ công bố trực tiếp đáp án cho mọi người. Nhưng mà không có ai comment trúng là thôi nha, không có tặng kính đâu nha. Cho nên mọi người đừng có đợi em công bố đáp án rồi hãy lướt comment là hôm nay không lướt nữa ha, do mọi người thấy hay đợi hoài à. Cho nên em sẽ không lướt nữa mà em coi coi ai trúng kính là em ghim comment lại liền luôn. Giường xe buýt là sai luôn rồi, chú ba ơi, chú ba của em ơi. Rồi, thời gian cho mọi người chỉ còn 2 phút 10 giây thôi. 2 phút 10 giây cho mọi người chia sẻ livestream thôi nha. Để em coi lượt chia sẻ tăng lên cho em bao nhiêu rồi. Nếu như lượt chia sẻ tăng lên một xíu là em sẽ gửi cho mọi người liền luôn, cho người nào may mắn trúng kính luôn nha. Để xíu nè, coi lượt chia sẻ là bao nhiêu. Giường trên xe khách là sai, giường máy bay là sai, giường xe buýt là sai luôn anh ơi. Không đúng luôn anh Đoàn Công Tuấn chưa chia sẻ livestream. Ok, anh David Phương nha. Lượt chia sẻ hiện tại bây giờ đang dần tăng lên mọi người ơi, 110 mấy rồi, 110 mấy rồi, 114 lượt chia sẻ, rất là ít người chia sẻ luôn ha. Sao hôm nay ít người chia sẻ livestream cho em quá ta. Rồi mọi người ơi, cái kính trên đầu của em đây là cái kính hiệu Ray-Ban, dành cho ai chia sẻ livestream nhiều nhất là mình sẽ được tặng kính này luôn nha. Đang đợi xem kính, ok David Phương, hôm nay em sẽ sale dường như là sai rồi, không đúng luôn ạ. Hôm nay em sẽ sale rất là nhiều mẫu với giá 99k và em chỉ còn một hộp lẻ thôi, một hộp kính lẻ, do các mẫu kính còn sót lại 1-2 cây, cho nên em sale 99k cho mọi người luôn nha. Rồi anh nhiều gì quá à, anh Sơn Nguyễn này chào em hoài, anh Đực này chào em hoài nha. Rồi bây giờ thời gian sắp kết thúc rồi, nếu như mà vẫn không có ai đánh trúng là em sẽ bán kính luôn đó nha. 1 phút 10 giây cho mọi người chia sẻ và comment đáp án luôn được không ạ? 1 phút 10 giây đáp án có 3 từ, có đáp án có 3 từ và chữ đầu tiên là chữ giường mọi người nha. Chữ đầu tiên là chữ giường, chữ thứ hai là chữ xe, chữ thứ hai là chữ xe, giường xe mọi người ơi, giường xe, giường xe, giường xe là đáp án nha mọi người nha. Còn chữ cuối cùng mọi người tự đoán giùm em luôn ha. Rồi 48 giây đang dần trôi qua, ai sẽ là người đoán trúng luôn nha. Đáp án có 3 từ, chữ đầu tiên chữ giường, chữ thứ hai là chữ xe, còn chữ cuối cùng là cái gì mọi người tự đoán luôn nha. 3 phút này kết thúc là em sẽ không chơi mini game nữa nha, vì không có ai đoán trúng. Em gợi ý cho mọi người rồi, giường xe lăn là chưa đúng luôn. Rồi còn 30 giây cho mọi người nhanh tay đoán luôn ha. Em gợi ý cho mọi người rất là dễ luôn rồi, giường xe gì mà không có chân mọi người ơi, xe giường gì mà không có chân, giường xe bích là sai luôn rồi, vẫn may nha, không đúng luôn em ơi. Rồi 20 giây đang dần trôi qua, vẫn chưa có tìm được chủ nhân của chiếc kính em đang mang trên đầu luôn nha. Giường xe khách là sai, cặp kính dưới bao nhiêu vậy, cặp kính này đúng không anh ơi? 350, 700k sale còn 350 anh David Phương nha, 700k sale còn 350 anh ơi. Rồi còn 7 giây cho mọi người đoán thôi, giường xe lửa là sai luôn, giường gì không có chân mọi người nha. Rồi giường xe khách cũng sai luôn rồi, ngân ngân siêu mũi ơi. Hết giờ, ok, thời gian đã hết giờ rồi mọi người ha. Rồi, vẫn chưa tìm ra người có đáp án đúng, được không ạ? Vẫn chưa tìm ra ai có đáp án đúng mọi người nha. Rồi, mọi người cứ comment cho em đáp án đúng đi, để em coi khi nào mà có đáp án đúng em sẽ ghim comment lại liền luôn, ok chưa? Dường xe hơi là sai. Rồi, bây giờ thì những cái mẫu kính này hôm nay em chỉ còn vài cây thôi, cho nên em share cho mọi người nha.
Đây, mẫu kính này em còn tầm cỡ 2 cây thôi, không còn nhiều. 2 cây thôi mọi người nha, em lấy ra cho mọi người coi nè. Kính này nha, 400k sale còn 99k, còn 2 cây duy nhất luôn, xe lăn xa, xe vô xa luôn. Kính này hiệu của nó là hiệu Lan Bay. Hiệu Lan Bay trồng màu khói, viền màu đen nha. Viền màu đen trồng cũng màu đen luôn, nhưng mà nó màu khói đen nha. Nó đi ngày đi đêm được luôn. Mã của kính này là 313, 99.000 một cây nha. Ai lấy mẫu này mọi người nhanh chanh tay comment liền cho em nha. Ở dưới đây nè, nó có bọc một lớp cao su rất là êm tay cho mọi người luôn. Êm lắm luôn, mang lên cực kỳ đẹp, nam nữ gì cũng mang được hết trơn á. Rồi, mã kính này 313 kèm số điện thoại liền cho em, 2 cây duy nhất với giá 99k một cây nha. Đây, em test tiêu về cho mọi người coi nha. Kính này dành cho cả nam cả nữ được luôn. Đây dường như là sai rồi. Đây, thoải mái quá, hãy lơ văn đực nha. Đó, chấm tiêu về chuẩn 400, thấy không ạ? 400 luôn nha. Rồi, mẫu kính này nam mang đẹp, nữ mang đẹp. Em cảm ơn anh Tùng luôn ạ. Tùng là gạch nha. Xe giường lăn hả? Chưa đúng luôn. Giường xe lăn mà chưa đúng. Giường xe lớn mà chưa đúng luôn ha. Rồi, mẫu kính này 313 kèm số điện thoại cho em. Ai comment nhanh nhất em chốt hàng cho người đó luôn nha. Chỉ có 2 cây duy nhất thôi. Rồi, em chốt cho ai đây ạ? Em chốt cho Xuân Quỳnh một cây. Ok, Xuân Quỳnh luôn nha. Mẫu kính này em chốt cho Xuân Quỳnh một cây luôn nè. Rồi, 99k một cây mọi người nha. Hello Thanh Trúc của Tutup luôn nè. Xuân Quỳnh một cây nha. Rồi, ai lấy kính này comment cho em là 313 kèm số điện thoại, một cây duy nhất mọi người nha. Đây, một cây duy nhất nha. Em chốt cho anh Nam Lê. Ok, Nam Lê lấy cây này luôn rồi. Hết kính mọi người nha. Ai comment trước em sẽ chốt trước. Em hết rồi, em hết rồi Tùng ơi, em hết rồi Tùng nha. Cho Nam Lê một cây luôn nè. 313 mọi người nha. Rồi, bây giờ em lên tiếp cho mọi người coi cái cây này nha. Để coi còn cây nào mà em có thể share cho mọi người được không. 99k là hơi thích luôn đó nha. Giường chân không là sai, giường ngủ là sai luôn rồi. Đây em lên cho mọi người coi. Kính này là kính Lan Bay, hiệu của nó là 6003. 6003 cái chồng của nó rất là lạ luôn nha. Chồng của nó là chồng thủy tinh hữu cơ, không phải chồng nhựa, chồng meca. Mọi người nhìn nha, nó sáng trưng như vậy, thấy không ạ? Mang lên rất là đẹp, các bà nữ mình cũng mang được luôn nha. Đâu có đâu, em vẫn còn chơi luôn đó anh Đực ơi, vẫn còn cho đoán luôn nha. Trong kính này mọi người nhìn nha, chồng màu xanh, cái viền nó là màu bạc như vậy, thấy không ạ? Đó, nó láng o như vậy nha. Chống tiêu V thì chuẩn 400 luôn nè. Hello Tấn Vũ. Dạ em chào anh ạ. Em khỏe anh ơi. Đây mọi người nhìn nha. Đó, giường xe nằm là sao rồi anh ơi. Đây chấm tiêu về chuẩn 400. Mã kính này là 6003 mọi người nha. Lượng Mai ơi, em thích kính này không? Lượng Mai ơi, thích kính này comment cho Tốt nha. Hello Tuấn Dương. Tuấn Dương thích kính này, Tuấn Dương comment cho em nha. 6003 kèm theo số điện thoại, 400k sale còn 99k một cây mọi người nha. Ai lấy thì mọi người tranh thủ comment liền cho em luôn ha. 400k sale còn 99k một cây. Hello anh Trường Lê, anh Trường Lê, em có cái kính này đẹp lắm luôn nè. Anh Trường Lê lấy không hả? Giá của nó tới 400k một cây, nhưng mà ngày hôm nay chỉ còn một cây duy nhất, cho nên em sale 99k một cây mọi người nha. Bảo hành cho mọi người 3 tháng khi mua hàng sẽ được kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán tiền luôn. Coi coi em đổi gì đó em. Dạ em đổi là cái giường gì không có chân đó anh ơi. Rồi cách chơi như thế nào vậy? Cách chơi là em chia sẻ live stream về trang cá nhân để chế độ công khai nè, chia sẻ vào 10 hội nhóm, chụp màn hình lại gửi cho fanpage liền luôn, sau đó mình chơi mini game em nha. Rồi chốt cho anh Ngọc 6003 hết kính luôn nha. Em chốt cho anh Ngọc 6003 là hết rồi. Rồi em lên cái cây khác cho mọi người coi nha. Em sẽ lên cái kính khác cho mọi người coi nè. Giường xe xích lô không đúng luôn anh ơi. Đáp án có 3 chữ thôi. Chữ đầu tiên là chữ giường, chữ thứ hai là chữ xe, còn xe gì thì mọi người tự đoán nha. Long lấy cho chị hộp Armani đi Long. Rồi em lên một cái kính cao cấp cho mọi người, đó là cây kính tròng vuông như vậy, có logo Armani ở đây, cái logo Armani nè, rất là sang chảnh luôn. Thì dòng này là dòng cao cấp bên em nha. Cái kính này nhiêu vậy Long? Ok, đây mọi người nhìn nha, bên trong có tránh phản quang, ở đây có logo Armani màu vàng ở đây, rất là đẹp. Cái gọng của nó là như vậy nha. Thì giá của nó là 700k một cây. Ngày hôm nay em sale mẫu này còn 350, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Hộp Armani mọi người nha, cái hộp của nó rất là sang chảnh luôn, thấy không ạ? Đây rất là sang chảnh nha, có khăn khiếu đầy đủ cho mọi người luôn. Mã của nó, tặng kính trên đầu của chị nè bé yêu ơi, tặng kính trên đầu của chị nha. Mã của kính này là 1804, 1804 350 một cây, trồng Bolero. À Ngân Sư Muội ơi, mua kính ủng hộ chị chút nha. Rồi giường xe bò là sai, xe ngựa là sai, xe tăng là sai, xe lăn là sai, giường không chân nha, không đúng luôn nè. Giường gì mà không có chân mọi người nha. Kính này 1804 dành cho anh nam nào của em nha. 1804 giá là 350, chồng này thì nó là chồng Bolero, chống trời, chống bể, chống xước cho mọi người được luôn. Đặc biệt nó còn chống tiêu V chuẩn 400 cho mọi người nữa. Đó, chống tiêu phân cực cho mọi người luôn nha. Thì ai lấy cái mã kính này mọi người tranh thủ comment liền cho em nha. Mã của nó là 1804 kèm theo số điện thoại liền luôn nha.
Hello anh Quang Trí, dù xe khách là sai, xe ngựa là sai rồi anh ơi. Rồi, mã kính này ngầu lắm luôn, anh nào mang lên em nói nữ chết hết luôn. Nam nè, nam mang vô là các bà nữ nhìn là chết mê chết mệt luôn mọi người nha. Vì mang vô nó rất là nam tính. Thì cái form này dành cho những anh nam nào mà là mặt to, mặt vừa thì mình mang cái form này rất là đẹp. Vì trong của nó là chồng to như vậy nha, chồng to hình vuông. Có bao chữ, có ba chữ luôn em yêu ơi, có ba chữ nha. Rồi, bây giờ mọi người ơi, chúng tôi sẽ share cho mọi người một mẫu kính nữa nha. Mọi người thích kính giá tầm trung hay là thích kính giá như thế nào thì mọi người comment liền cho tốt luôn được không ạ? Bây giờ em sẽ share cho mọi người cái mẫu kính này nha, rất là dễ thương luôn. Đây, kính này màu đen. Đây, mọi người nhìn nha, em sẽ lên cho mọi người coi cái dòng là Hugo Boss, thấy không ạ? Xe giường xe hư là sai rồi anh ơi. Chữ giường đầu tiên, chữ xe kế bên nha, giường máy bay là sai. Cái này nè, kính được tặng mua được không chị yêu? Kính được tặng mua được không chị yêu? Được luôn Ngân Ngân sư muội ơi, cái kính được tặng em có thể được mua luôn nha. Rồi, kính này mọi người comment cho tốt nha. 2438 kèm số điện thoại 400k sale còn 108 luôn nha. Em cảm ơn anh Trí nè. Nói lên Kiệt Trần. Rồi Ngân Ngân sư muội ơi, kính này chị Túc đang mang rất là sang chảnh luôn. Em thích cái mẫu nào? Thích mẫu này hay thích mẫu màu xanh trên đây? Thì mẫu này chị Trúc đang mang là 400k xe còn 108 nha. Chống UV chuẩn 400, chồng thủy tinh hữu cơ nha. Nó rất là sang luôn, do nó không có viền cho nên nó sẽ rất là sang và còn thời trang nữa. Có con ong ở đây là con ong cu xì ha. Cái càng kính trên đây nó được đè lên hai cái tròng kính rất là sang. Tròng này cái form của nó là form hình lục giác em nhìn nha. Góc cạnh ở đây thấy không? Nó không phải là hình tròn, nó là hình lục giác luôn nha. Ăn cơm mẹ nấu đúng rồi đó. Rồi kính đổi màu cao cấp đêm, ok anh Đồng Tuấn Minh ạ. À, đây mẫu kính này mọi người nha. Anh cô đơn lẽ tự chọc em ngoài à, dừng xe có chân là sai rồi. Rồi mẫu kính này 2438, mọi người lấy thì mọi người comment liền cho em luôn. 2438 kèm theo số điện thoại luôn nha. Ok 108 mọi người ơi, em bắt đầu chốt hàng cho mọi người nha. 2438 kèm số điện thoại liền cho em, chốt cho bà Lê Huỳnh nè. Chốt cho chị Lê Huỳnh comment cho em nha. Ok Lê Huỳnh nha, bởi không phải comment. Dạ anh Cường ơi, nãy giờ em không thấy comment của anh luôn, bây giờ em mới thấy luôn nè. Chốt cho Lê Huỳnh một cây, ok chị Lê Huỳnh luôn nha. Chốt cho chị bé cưng ngọt ngào, ok bé cưng ngọt ngào một cái cây này luôn nha. Mã của cái này 8431 mọi người ơi, 8431 nha. Đúng không ta? Lộn 2438 mọi người nha. 2438 kèm số điện thoại liền cho em, 108 một cây luôn nha. Em chốt cho chị Mai Trần một cây, ok chị Mai Trần nha. 2438 108 một cây cho Mai Trần nè. Ship tận nhà cho mọi người coi, cho mọi người kiểm tra hàng luôn. Cảm thấy ok, cảm thấy thích rồi thì mới trả tiền cho shipper, còn không thì thôi luôn ha. Cha nội Thanh Tuấn comment thấy ghê quá, anh comment như vậy là em ế bồ luôn đó nha cha nội. Rồi em sẽ lên cái dòng kính nam cao cấp là kính đổi màu cho mọi người lựa chọn luôn nha. Kính đổi màu ha. Đây, mọi người nhìn nha, anh lấy một cái nha. Long Hoàng ơi, anh lấy thì anh comment cho tốt đi. Mã kính này là 2438 108 một cây anh nha. Long Hoàng ơi, anh comment cho tốt cái mã là 2438 kèm theo số điện thoại cho em để em chốt cho anh cây kính em đang cầm nha. Rồi, em lên cái kính này cho mọi người coi, mở ra mở vô được luôn. Đây là dòng kính đổi màu. Thì nếu như mọi người đi qua ngoài đường ban ngày thì nó sẽ chuyển thành màu đen. Còn nếu như mọi người đi ban đêm thì sẽ chuyển thành màu trắng như vậy em đang mang được không ạ? Rất là đẹp luôn nha. Nó có thể đổi màu trong cái hoàn cảnh của mình đang đi luôn nè. Thời tiết như thế nào? Ok. 2438 cho vỏ di chuyển một cây. Ok, 2438 cho vỏ di chuyển 108 mọi người nha. 108 một cây hơi bị đẹp, chốt cho vỏ di chuyển một cây. Ok luôn nha. Rồi, ai lấy cái 2438 nữa thì comment cho em nha. Chị thấy em không? Chị thấy Lưu Yến Nhi, chị thấy Tư Trang luôn nha. Thấy Từ Trang rồi nè, vỏ di chuyển chốt cho anh rồi ạ. Hai chốt cho chị rồi ạ. Mẫu kính này mã của nó là 8503 nha. Xe giường giường xe nằm là sai ạ. Đây, 8503, rộng trên đây, cầu kính màu vàng, cầu kính ngang, cầu kính cong, trồng bolero, rơi rớt không vỡ không bể. 2438 cho Long Hoàng luôn nha. 2438 em chốt cho Long Hoàng luôn ạ. Ok nha. Em chốt cho Xuyên Tâm Lê một cây luôn nha. 2438 cho Xuyên Tâm Lê một cây 2438 luôn nè. Rồi. Anh Tuấn này chọc tốt mà ha. Ai lấy cái cây 2438 con ong này nữa thì mọi người comment cho em. Từ Trang ơi, thấy Từ Trang này, Từ Trang comment dấu chấm chi đó. Rồi, dừng xe hỏng là sai luôn anh ơi. Rồi, mẫu kính này 8503 mọi người nha. Mọi người nhìn nè, có cái chữ Butcher ở đây cho mọi người. Ở đây là màu vàng, từ đây xuống đây sẽ được bọc một lớp kim loại cho mọi người. Có thể là xoay qua xoay lại được luôn. Ok, bỏ di chuyển em xả cho anh 2438 luôn nha. Hai chị 2438 luôn. Chị lấy mẫu nào thì comment cho em nha. Ở đây mọi người nhìn nè, có cái càng này rất là đẹp luôn. Có bọc lớp kim loại đằng sau cái đuôi kính. Mở ra mở vô được luôn nha. Em mang cho mọi người coi. Đó, thì cái mẫu này em có hai màu cho mọi người lựa chọn, đó là màu đen và màu trắng. Thì cái màu đen là 350, cái màu trắng là 450 nha. Khi mọi người mua hàng, mọi người sẽ được ship tận nhà luôn và sẽ được kiểm tra hàng. Ok hết mới thanh toán tiền, còn nếu như cảm thấy bị trời, bị xước, không đúng mẫu, không đúng mã thì không cần trả tiền cho shipper đâu nha. Vì khi mà em mua hàng online cũng rất là sợ cái trường hợp là không chất lượng như lời mà bạn livestream nói.
Cho nên em đã cho mọi người có được kiểm tra luôn, cảm thấy thích rồi, cảm thấy đúng mẫu đúng mã, không bị trầy không bị xước thì mình mới thanh toán tiền, ok chưa ạ? Rồi 8503 kèm số điện thoại cho em nha. Vừa serum là sai rồi, không đúng luôn nha tình yêu của em ơi. Rồi mọi người ơi, có ai thích cái kính trên đầu của em không? Nếu như thích kính trên đầu thì mọi người kêu em giới thiệu kính trên đầu cho mọi người coi nha. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mọi người coi cái cây kính này nữa ha. Đây mọi người nhìn nha, dòng này là dòng cao cấp bên em. Đây rất là đẹp, hộp ad mang này cho mọi người luôn. 900k một cây là dòng cao cấp nha, xoay một cái cho hết hồn chơi. Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp lắm luôn. Hello anh Chí Thành. Có chữ ạt ma này ở đây cho mọi người, có khắc hoa văn ở đây cho mọi người, họa tiết rất là sang chảnh luôn, thấy chưa ạ? Gọng màu vàng ở đây nha, có logo ạt ma này ở đây. Rồi, bên trong nó là màu đen như vậy. Alo, Tú Anh Thương ơi, em thấy anh rồi nè. Có logo ạt ma này ở con ve luôn nha, bên hông cũng như vậy luôn. Thì cái gọng này nè, cái gọng màu vàng này với lại ở trên đây nó được làm bằng titan, không bong, không tróc, không xếp và không gỉ mọi người nhìn nha. Em mang lên nè, nam mang lên em nói ngầu ơi là ngầu, nữ mang lên rất là đẹp vì cái gọng của nó sang lắm. Mọi người nhìn cái gọng của nó thôi nha, nhìn cái gọng bên hông nè của nam hay nữ hai chị. Cái kính này là cả nam cả nữ mang được luôn em ơi, dòng unisex của Armani em nha. Đây view đã lên, cảm ơn Cường nghe. Rồi kính này mã của nó là mã gì đây, 0023 mọi người nha, 0023 kèm theo số điện thoại liền luôn nha. Nhưng Toàn trả lời đúng xong rồi lướt bỏ mấy lần cũng nản. Thanh Tuấn ơi, do nhiều người comment đúng lắm chứ không phải một mình anh comment đúng đâu ạ. Rồi mẫu kính này 0023 kèm số điện thoại full box kèm hộp cho mọi người luôn. Khi mua hàng được quyền kiểm tra hàng, ưng ý rồi mới trả tiền cho shipper. Đây em test kính cho mọi người coi nha. Cái chồng này nó là chồng bolero, chống trời, chống bể, chống xước cho mọi người luôn, chống tiêu vê chuẩn 400, thấy chưa ạ? Đó, cái kính này nó rất là sáng cho nên mình có thể là đi đêm được luôn. Em đưa tay cho mọi người coi nha, sáng lắm luôn, chỉ cần đường có đèn là mình có thể đi luôn nha. Giường đệm chật là cái gì cho nội. Rồi mọi người mua đây, mình mua rồi, dùng ok lắm, thức dậy đúng rồi. Cái kính này hơi bị đẹp, hơi bị đã, dùng rất là ok, nó rất là bền nha mọi người nha. Em nói thiệt cái mẫu này là không rớt, là không rơi, không vỡ, không bể, xài nó chán rồi mình đổi thôi chứ nó không thể nào là hư được đâu. Ngon quá à. Cà phê sữa đá ngon quá mọi người ơi. Rồi, mã kính này nha, ai lấy thì mọi người comment cho em là 0023 nha. Nhưng nghe tiếng Trúc là chị không nổi luôn hả? Có kính phân cực không? Dạ có kính phân cực luôn. Đây anh Trần Vân ơi, cái kính này là chống tia phân cực cho anh luôn nha. Chống tia phân cực, chống tiêu UV và chống cả tia ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop nữa. Đây, trong này trong bolero nè anh ơi, trên đây nè nó có các cái chữ là Armani bên trong cái kính, mọi người nhìn nha, thấy không? Một cái dòng chữ ở đây nè, bên trong cái kính cái dòng Armani. Bao tiền đấy người đẹp ơi? Dạ cái kính này là 450 một cây luôn nha. Nói nhiều khác nước không em? Dạ khác nước nhiều lắm anh Khương ơi. Một cái bao nhiêu? Đỗ Văn Huân ơi, cái này 450 một cây, kèm hộp đầy đủ cho mọi người luôn, bảo hành 3 tháng, kính chính hãng cho mọi người nha. Rồi mọi người comment cho em là 0023 kèm theo số điện thoại, hàng cao cấp bên em, 450 một cây luôn nha. Em cảm ơn anh Khương. Rồi anh Huấn ơi, anh Đinh ơi, Cẩm Đinh ơi, anh Cấn Đinh ơi, anh lấy kính này thì comment cho Túc là 0023 kèm theo số điện thoại luôn nha. Dũng Trần Văn ơi, kính này là kính phân cực nè anh ơi, anh lấy thì anh comment cho Túc là 0023, Túc quay bên hông cho mọi người coi cái càng kính nha. Anh Nam mang vô em nói thiệt đẹp chất ngất luôn mọi người ơi, gái chết hết cho mấy anh coi nha, em để trên đầu cho mấy anh nhìn. Ở trên đây nè, cái họa tiết này nó cũng giống như bên hông như vậy nữa nè. Đó, giống y chang luôn nha. Em Huyền hôm nay đâu rồi? Dạ hôm nay không có ca của bé Huyền like anh ơi. Bé Huyền like là 4:30, ngày mai là bé Huyền sẽ like nha. Mua hai cái tặng cái gì? Dạ anh ơi, cái kính này mình mua hai cái là mình sẽ được free ship anh nha, không có tốn tiền ship. Em giao hàng miễn phí cho anh luôn. Thì khi mà mọi người mua hóa đơn trên 500k mọi người sẽ được free ship, hoặc là mua ba cây kính sẽ được free ship luôn, và cái kính này mình có thể là mang cặp được luôn. Nam cũng mang được và nữ cũng mang được luôn mọi người nha. Rồi, ai lấy? Đây trên đủ comment cho em. Bây giờ em lên tiếp cho mọi người coi một cái kính phân cực nữa nha, mà cái form này là form ngầu, form dành cho những anh nam nào thích ngầu, mở ra mở vô được luôn. Em lên cho mọi người coi, mã của nó là 8722. Thì cái dòng này là dòng Boucher, đây cái hộp Boucher của nó là như vậy mọi người nhìn nha. Đây Boucher như vậy, thấy không ạ? Có chữ Boucher ở đây, hộp rất là sang chảnh và thể thao luôn mọi người nha. Mẫu kính này trồng bolero. Hello Long Hoàng, em cảm ơn Hải Triều luôn nha. Trồng kính này là trồng bolero mọi người nha, trong bolero, chống trầy, chống bể, chống tia phân cực, chống tiêu UV chuẩn 400, chống cả ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi, laptop. Nó có màu xanh trong đây nè, mọi người thấy không? Anh Thanh Tấn chồng em ơi, em tên gì vậy? Dạ Cường Đô La ơi, em tên là Túc Túc. Trời đất ơi, ông vô livestream của tôi coi bữa giờ hơi bị lâu rồi mà ông còn không biết tên của tôi nữa là sao? Dạ chị bán một ký bao nhiêu tiền? Giờ mua không thôi, giờ mua ký thôi hả? Đỡ văn hấn này mày chọc chị mày hoài nha.
mở ra mở vô được luôn, nam mang rất là ngầu. Thì những anh nam nào mà mình thích là đầm tính một xíu, thích không thích quá nổi bật, thích ngầu ngầu, thích manly thì mình chọn mẫu kính này là 8722 mọi người nha. Em qua mẫu liền luôn, 8722 nha. Rồi, còn cái cây này thì nó được làm bằng gỗ nha. Đây em đưa lên cho mọi người coi nè. Đây, trong này của nó nè mọi người nhìn nha. Đây là trong hình chữ nhật, thấy không ạ? Trong hình chữ nhật, trong màu đen, viền màu đen, cầu kính ở đây là màu vàng. Bên hông của nó là mọi người nhìn nha. Ở đây nè, nó được làm bằng gỗ, thấy không ạ? Hello, chị chào ngạ quỷ quách luôn nha. Em cảm ơn hình nhàn luôn nè. Rồi, bên đây là nó được làm bằng gỗ cho mọi người. Có chữ voucher ở đây, 8722 bao nhiêu tiền? Bao nhiêu vậy? Phúc Tiến ơi, à Bình Yên ơi, 8722 350 luôn nha. Chị chính trí đi hả? Cưng gặp chị hoài nha. Phúc Tiến ơi, 350 một cây kèm hộp xanh luôn, 8722 rất là ngầu đơn giản. Bên hông này có chữ bóp chơi cho tình yêu của em luôn nha. Có chữ bóp chơi đầy đủ phong này, phong tròn. Kính đen chữ trắng nhiêu tiền vậy em? Dạ kính đen chữ trắng là mẫu kính nào anh ơi? Rồi, mẫu kính này mọi người nhìn nha, 8722 350 một cây. Ai lấy mẫu kính 8722 này thì mọi người comment cho em nha. Hello anh Long Hoàng, tôi thấy anh rồi nha. 8722 chữ bóp chơi màu vàng trên đây. Chữ trắng ở dưới đây nè, về lượt ra cho em cái tem của nó thôi, 8722. Còn kính này mọi người nhìn nha, có cái càng gỗ ở dưới đây. Kính này thì cái form là hình chữ nhật rất là ngầu, mang lên nhìn y chang là bolix luôn mọi người ha. Trong này chống trầy chống bể y chang luôn, cũng 350. Những cái kính bắt chơi đều có giá là 350 hết trơn á. Em chào anh Long Hoàng luôn ạ. Free ship không? Dạ không free ship ạ. Khi nào hóa đơn trên 500 thì em mới free ship được nha. Còn nếu như mà mọi người mua hàng thì free ship ngoại thành là 30k, nội thành là 20k. Sắp chị ở đâu gần em sang mua luôn chị ơi. Ok, shop chị ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 em nha. Nếu như em muốn qua shop thì shop chị không có sale, không có sale. Ví dụ như mẫu này nè, hai mẫu chị đang mang á, thì mẫu này 700, bên shop này bán 700. Trên livestream chị sale 350. Nếu như em muốn qua shop thì em hãy để lại mã trên livestream đi. Sau đó em qua shop, em đọc số điện thoại kèm theo cái mã, thì bên shop sẽ sale những cái mẫu kính em đã đặt với giá là 50%. Mệt quá à, Hân chọc chị hoài ha. Mệt quá, anh Cường lại chọc em rồi kìa. Em sẽ buồn buồn đó. Anh muốn mua em luôn đó hả Phồn hả? Không, bạn không bán đâu chịu Phong ơi. Rồi, mã kính trên đầu là 0023 mọi người nha. Ai lấy comment cho em. Bây giờ em lên mọi người thích kính cao cấp hay kính giá tầm trung. Bây giờ em sẽ lên một cái cây kính giá tầm trung cho mọi người dễ lựa chọn luôn. Mọi người nhìn nha, kính này là kính giá tầm trung. Ồ, gần đấy. Ừ, gần thì qua đây chơi gì chút nha. Rồi, mọi người nhìn nha, mẫu kính này em đang mang đó là kính Boss, Hugo Boss, cái lộn Hugo Boss. Có chữ bot được khắc ti laser trên đây cho mọi người. Form của nó là form kính tròn. Mã là 2021. Kính đang đeo bao nhiêu vậy? À, Bác Kiều Ngân ơi, Bác Kiều Ngân ơi, kính đang đeo trên đây là 450 một cây. Mã của nó là 0023, giá gốc 900. Mã trên đây là 149.000 một cây, giá gốc là 400 nha. 149. Mình kính này nè, mình rất là thấy rõ luôn. Kính nữ hai em, dạ Huỳnh Nhàn ơi, kính này nam nữ đều mang được chị nha. Nữ mang lên thì cực kỳ sáng da và còn sang trọng nữa, nhìn nó rất là tây. Đây, cái gọng của nó sáng bóng như vậy, mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Thì kính này em đang lên cho mọi người đó là mã là 2021, 149.000 một cây. Gì vậy? À, Kiến Ngơ nhiều cái là sao em không hiểu luôn nè. Kiến Ngơ nhiều cái là sao em không hiểu luôn ạ. Rồi, bán được nhiều cho em? Dạ chưa được nhiều lắm đâu anh Cường đô la ơi, chưa được đầy thùng thần tài. Rồi, mẫu kính này em còn có màu đen cho mọi người lựa chọn nữa nha. Những anh nam nào mình thích đen thì mình cần mang cái mã này cho em liền luôn. Ủa, cái màu đen đâu rồi ta? Cái mã này em còn một cây là màu đen nữa nè. Đây, màu đen là dành cho nam nha. Nam thích ngầu có màu đen không? Phạm Hoan ơi có màu đen luôn ạ. Đó, 2021 có màu đen luôn, 149.000 một cây, bảo hành cho mọi người 3 tháng giao hàng tận nơi luôn nha. Cảm ơn Triệu Phong, hello Huy Bảo luôn nha. Phạm Anh ơi, Phạm Anh cho em xin số điện thoại luôn. Em chốt cho Phạm Anh cây này 149.000 một cây, chấm tiêu V chuẩn 400. Em sẽ test trực tiếp cho mọi người coi luôn nha. Đó, chấm tiêu V chuẩn 400. Thì form này nó rất là dễ mang do nó không quá to, nó cũng không quá nhỏ. Đây là form kính vừa, cho nên những anh chị nào mặt nhỏ thì mình cũng mang được, mặt to mình cũng mang được luôn nha. Màu này nè là màu vàng. Đó, em có 3 màu cho mọi người lựa chọn. Còn thêm một cây nữa là màu tím nữa nè. Màu tím thì các chị nữ thích màu khói tím như vậy thì comment cho em nha. Em mang màu tím cho chị coi nè. Phạm Anh ơi, Phạm Anh có lấy thì Phạm Anh cho em xin số điện thoại luôn nha, để em chốt hàng luôn ạ. Dư Nguyễn hỏi em, kính gỗ nhiêu tiền một cái? Trời đó ơi, kính gỗ mà nãy giờ tưởng kiên ngô gì không hiểu luôn. Dạ, kính gỗ ở trên đây 350 một cây anh ơi. Kính này bằng gỗ anh nha, rất là đẹp, nhìn nó sang trọng cực kỳ luôn. Nhìn rất là sang luôn anh ơi, 350 một cây, mã của nó là 8814 luôn nha. Nhìn em đêm anh không ngủ được luôn em à, anh chồng em hoài hơ.
Rồi kính này 8814 là kính gỗ 350 một cây. Ai lấy thì mọi người comment cho em là 8814 kèm theo cái số điện thoại liền cho em luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ lên kính nữ cho mọi người coi ha. Còn kính trên đầu của Túc nè, đang cầm nè, 2021 màu tím 149.000. Phạm Anh ơi em có màu đen nè, Phạm Anh có lấy không ạ? 2021 màu trà 149.000 một cây, 2021 màu đen 149.000 một cây. Kính gỗ có bảo hành không? Kính nào, bất cứ cái kính nào bên em cũng có bảo hành cho chị hết trơn 3 tháng luôn, cho được kiểm tra hàng, được bảo hành 3 tháng luôn. Té vào tim anh bây giờ em ngồi cẩn thận lắm luôn rồi đó. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mọi người mẫu khác nữa nha. Thì đây là mẫu kính L35. L35 có chữ Lacoste màu vàng ở trên đây cho mọi người. Trong của nó là trồng màu vàng như vậy, vàng rất là sáng, cho nên có thể là đi ngày đi đêm được luôn em không ạ? À? Ok tạm anh luôn nha. Vậy mà hỏi tôi màu đen để làm cái gì vậy bà nội? Rồi mọi người nhìn nha, viên vàng trồng vàng có con cá sấu Lacoste, có chữ Lacoste trên đây cho mọi người. Đây mọi người nhìn nha, đó rất là đẹp luôn. Chấm tiêu V chuẩn 400, cái mã này hình như là nó còn có một cái làm màu đen nữa đó. Đây cái L35 này có hai màu, là một cái làm màu đen, màu đen khó như vậy, một cái làm màu vàng. Mã là L35 kèm theo số điện thoại liền cho em nha. Mình đi ngày cũng được, đi đêm cũng được luôn. Em thích cái chị đang đeo cơ. Là thích cái nào là năm tiền tỷ ơi, trên đầu của chị hả là 450 một cây em nha. Rất là đẹp. Cái viền này có viền như không viền gì đó, viền màu đen trồng cũng màu đen luôn nha. Em cảm ơn anh Hoàng Tiên. Anh Quang Hoàng Tiên ơi, mua kính ủng hộ của Túc đi. Mọi người mua kính ủng hộ em đi, mà hôm nay bán chậm quá nè, em buồn lắm luôn. Rồi kính này em đang mang là nữ cũng mang được luôn, nam cũng mang được, nữ cũng mang được, có hai màu nha, màu khói và màu trà. Thì trong của nó là trồng thủy tinh hữu cơ đó, rất là sang chảnh luôn. Còn gọng của nó nè được thiết kế là bằng titan, không bong không tróc và không xét không gỉ luôn nha, không có bán kính rưới đâu. Rồi mã kính này L35, ai lấy comment liền cho em. Ở đây có nữ không ạ? À? Nếu có nữ thì em sẽ lên kính nữ cho mọi người coi nha. Mọi người ơi ở đây có nữ không? Nếu như có nữ thì la lên để em lấy kính nữ cho mọi người coi nè. Bây giờ em sẽ lên một vài mẫu kính nữ cho các chị nữ xem luôn nha. Đầu á. Đây, em lên hai cái mẫu này cho mọi người coi nè. Mã của nó là 66863. 6863 mọi người nhìn nha. Đây, cái trồng của nó như vậy mọi người thấy không ạ? À? Trồng trong veo như vậy luôn, mình đi ngày đi đêm cũng được luôn. Form này là form hình chữ nhật nha. Form kính hình chữ nhật có màu hồng, form kính hình chữ nhật có màu trà. Cái mẫu này là chuyên dành cho đi cả ngày cả đêm, rất là mát mắt luôn. Nếu như mọi người thích nhẹ nhàng thì mình chọn cái form màu hồng như vậy. Còn nếu như mọi người thích tây á thì mọi người chọn cái form màu trà, nó sẽ sai hơn, nó sẽ trưởng thành hơn ha. Rồi em đưa cái càng kính cho mọi người coi nha. Kính này hiệu của nó là Gucci, giá của nó là 400, sale còn 180. 400k em sale còn 180, rất là rẻ luôn mọi người nha. Rồi ai lấy mã này thì comment cho em là 6863. À, đây thấy không ạ? À? Trời đất ơi, Hùng Phạm ơi, 7.000 của ông lớn quá hà. Lớn quá, lớn như cái tô vậy đó. Rồi, mọi người nhìn nha, mẫu kính này em đang lên cho mọi người. Mã của nó là 6863, giá là 180 một cây. Ai lấy thì mọi người comment cho em. Chống tiêu V chuẩn 400 nè. Đi ngày cũng được, đi đêm cũng được luôn. Rất là đẹp, 180 cho các chị nữ luôn nha. Rồi, em lên kính nữ tiếp cho mọi người coi luôn. Thì cái cây Gucci này là 8420. Gucci 8420 cho mọi người coi nè. Đó, form của nó là form hình vuông như vậy mọi người thấy không? Trồng này mình đi ngày đi đêm cũng được luôn. Trồng nó là trồng thủy tinh hữu cơ mọi người nha. Đây rất là sang luôn ha. Em mở ra cho mọi người coi. Ở mặt trước nè, nó là màu nâu. Ở mặt sau nó là màu trắng như vậy, thấy không ạ? À? Còn bên hông của nó là như vậy nè. Đó, hình của nó là hình có hạt như vậy, có hai cái lỗ ở đây rất là dễ thương luôn, thấy không ạ? À? Em mang lên cho mọi người coi form kính của nó là như vậy nha. Rồi, thì cái cây này giá của nó là 180, ai lấy thì mọi người comment liền cho em luôn nha. Đây, để em lóc cái thằng Đạt Nguyễn coi, nó comment vô giáo dục quá đi hà. Rồi, em lên mẫu kính khác thì kính này nó là cao cấp hơn. Nó sẽ là full hộp Gucci luôn, kính này là full hộp Gucci. Thì trong hộp sẽ có là hộp da nè, có nem cạc đầy đủ cho mọi người luôn nha. Ngọc Câu này chọc em ngoài à, hello, hello Ngọc Câu luôn nha. Em mang kính này cho mọi người coi, form của nó là form hình vuông, form hình cái nơ. Bên trong nó là cong như vậy, thấy không? Cái gọng của nó cong như vậy cho nên gọi là form nơ cong nha. Ở ngoài màu nâu, bên trong là màu trắng như vậy, trắng sữa. Đây, trong của nó trong như vậy luôn, đi cả ngày cả đêm. Trong này đặc biệt nó được làm bằng trồng bolero, là chống trời, chống sốt, còn chống bể cho mọi người nữa. Bên hông nha, nó có chữ Gucci, nó có logo Gucci ở đây cho mọi người. Em mang cho mọi người coi nha các chị nữ. Đó, gần tới 20 tháng 10 rồi. Các anh em ơi, mâm cho em, dạ em ăn rồi. Hôm nay em ăn cơm rồi đó, anh Răng Hạnh ơi. Răng Hạnh đi đâu nãy giờ, bây giờ mới vô live stream của em vậy? Kính năm vuông em ok, Duy Hải Lê em lên kính năm vuông liền cho anh luôn nha. Mẫu kính này 8431, 250 một cây, giá gốc 500, sale còn 250. Em qua mẫu nha.
Rồi em lên cây kính vuông cho mọi người coi luôn ha, là cây kính này 1805. 1805 cây kính vuông dành cho nam mọi người nhìn nha. Em cảm ơn Thương Phạm ạ. Em cảm ơn Thương Phạm, em cảm ơn Thiên Lưu luôn nha. Rồi hello anh Việt Nguyễn. Mẫu kính này em đang lên đó là một cái dòng kính vuông cho mọi người coi, trồng kính hình chữ nhật như vậy. Trên đây có ba cái cầu kính nè, một cầu vàng, một cầu đen, một cầu vàng ở đây, có chữ Butcher ở đây cho mọi người luôn. Rồi, bên hông mọi người nhìn nha, đây thấy không ạ? Ở đây nè, nó có chán phản quang cho mọi người. Có kính nào đi đem được không? Dạ có luôn, Quyết Văn Phạm em có kính đi đem luôn nha. Bên trong bên ngoài, hay là bên ngoài càng kính của nó là có chữ Butcher, hai sọc vàng như vậy, rất là sang chảnh dành cho nam. Kính bao nhiêu? 350 nguyên gà ơi. Kính này 1805, 350 một cây, có hộp của Butcher cho mọi người luôn. Hộp này rất là thể thao luôn nha, còn cái hộp ở ngoài nữa, nhưng mà em tháo ra rồi, em đang có hộp này nè. Rồi, mã là 1805 kèm theo số điện thoại liền luôn nha. Chị Phong này chọc chị hoài hà. Sao ai lại chọc anh, chọc em hoài hà. Mã kính này 1805, em còn tầm 2 cây thôi. Ai lấy thì mọi người comment cho em là 1805 kèm theo số điện thoại nè. Kính vuông nè anh ơi, ai hỏi em kính vuông đây ta. Duy Hải Lê ơi, anh lấy kính nam vuông này thì anh comment cho em liền luôn nha. Kính nam vuông nha, 1805 kèm số điện thoại. Còn kính đi đêm đó là kính này nè anh ơi. Đây, Nguyễn Gà ơi, anh lấy cái đó anh comment cho tốt nha. Đây, Quyết Văn Phạm ơi, kính này nè. Kính mắt mèo bao nhiêu chị? Rồi chị lên kính mắt mèo cho em coi nha Trinh Phạm ơi. Thì kính mắt mèo em bao nhiêu tuổi để chị biết, chị lên cho em coi luôn nè Trinh Phạm ơi. Em ở đâu đến mua dạ? Ngọc Câu ơi, em ở 436 đường 3 tháng 2, quận Đen. Hello. Trời ơi, lộn cái câu mà Trinh Phạm bao nhiêu? Dạ quận 10 anh ơi, em ở Sài Gòn lấy một khách đêm ok như hãy lên một khách cho anh liền luôn ha. Rồi Trinh Phạm ơi, để tôi bốc lên một mắt mèo cho Trinh Phạm coi luôn. Cái kính này mọi người nha, trồng của nó trong như vậy cho nên mình đi đêm được luôn, đi ngày cũng được. Nếu như mọi người dùng kính này đi ngày nó sẽ đổi thành màu đen, còn dùng đi đêm nó đổi thành màu trắng cho mọi người dễ nhìn được, kính đổi màu. Dòng này là dòng Butcher mọi người nha, 350 một cây. Ai lấy mọi người comment liền cho em 8503 viết 450 một cây luôn nha. Đây em mang cho mọi người coi nè. 29 ok, 29 em lên cái kính cỡ 29 cho chị coi luôn ha. Rồi. À, cái mẫu mà đi đen như vậy á, mã của nó là 8503 mọi người nha, 450 một cây. Hello Pudin. Rồi, em lên kính này cho mọi người coi nè, kính này nha. Cảm ơn Lương Thế Vinh, anh Lương Thế Vinh ủng hộ kính của em đi. Rồi mọi người nhìn nha, kính Gucci có logo Gucci ở đây cho mọi người. Kính này mình đi xuyên ngày xuyên đêm, trồng trong như vậy, trồng thủy tinh hữu cơ form mắt mèo. Cái trồng của nó tràn ra viền luôn, cái viền là nằm bên trong mọi người nha, viền nằm bên trong. Bán cây đi, ok Nguyễn Gà ơi, cây nào Nguyễn Gà comment cho em cái mã của nó đi. Mã này đúng không? Mã này là 1805 anh nha, 1805 anh comment cho tốt liền luôn 1805. Rồi, còn kính này em đang lên cho mọi người là 9304 dành cho nữ form mắt mèo nè Trinh ơi. Chị Trinh của em ơi, form mắt mèo nè, rất là sang luôn chị nha. Form này thì sang chảnh cực kỳ đơn giản nhưng mà sang lắm luôn chị ơi. Mình có thể là mang thường ngày cũng được, đi làm cũng được, du lịch cũng được, biển cũng được, luôn làm mẫu này. 9304 180 một cây, chống tiêu vê chuẩn 400. Là cây 9304 này chị Trinh nha. Dạ em tên là Túc Túc ạ. 8503 rồi ok. Anh Nguyễn Đà comment cho Túc là 8503 viết kèm theo số điện thoại nha. 450 một cây. Comment cho em đi 8503 viết kèm theo số điện thoại. Bây giờ em lên tiếp tục cho mọi người coi cái kính vuông nam nữa nha. Đây em coi ê Long, đấy là chị cái mẫu 8819 đi Long. Kính vuông nam thì cái này dạng gỗ nè anh gì đó ơi. Kính này nha anh nha, mã của nó là 8814. Anh Nguyễn Gà ơi, anh cho Túc xin mã là 8503 kèm số điện thoại đi thì Túc chốt mấy anh, chúng mới chốt cho anh được. Như chị 180 Trinh Phạm ơi, cái kính hồi nãy á 9304 là 180 một cây nha. Trinh Phạm lấy, Trinh Phạm comment cho Túc Túc luôn. Còn anh ơi, anh gì đó ơi, chồng vuông này em đang lên cho anh coi nha. Đó là chồng vuông như vậy, mã là 8814, 350 một cây. Đây, còn Trinh Phạm ơi, Trinh Phạm lấy thì Trinh Phạm comment cho chút nha. Cái này được làm bằng gỗ nè anh ơi, được làm bằng gỗ, trên gỗ có khắc chữ Butcher. Trong này chống trời chống bể cho anh luôn, có chữ Butcher trên đây cho mọi người nữa, trồng hình chữ nhật nha. Rồi, bây giờ ai lấy thì mọi người comment lên cho em, bây giờ em sẽ giới thiệu cho mọi người cái kính gấp. Bạn sẽ tùy duyên mang lên còn đẹp hơn em nữa đó. Rồi, Trinh Phạm ơi, lấy cái nãy không? Lấy cái nãy thì comment cho tốt đi, kính mắt mèo nha. Rồi em lên cho mọi người coi cái Ray-Ban này. Ray-Ban thấy không ạ? Thì đây là dòng Ray-Ban gấp. Vì mọi người có thắc mắc là sao nó nhỏ không? Nó nhỏ hơn nửa cái mặt của em luôn. Em lên cho mọi người coi nha. Ten 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 ten, rất là đẹp. Hộp đồ đầy đủ cho mọi người luôn. Có chữ Ray-Ban trên đây cho mọi người. Đây là hộp da nha, rất là sang chảnh. Mở ra cho mọi người coi. Woo woo woo, hơi bị đẹp thấy không ạ? Thì kính này mình có thể là gấp da gấp vô được luôn.
trồng của nó là trồng thủy tinh, có chữ Ray-Ban trên đây cho mọi người nè, chữ Ray-Ban trồng thủy tinh. Viền của nó là viền màu vàng kim như vậy nha, viền vàng kim trồng màu trà rất là sang chảnh. Cái viền này nó không bao giờ bị bong, không bao giờ bị tróc và xét kỹ luôn, không bao giờ bị nha, bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn. Ok Ngọc Câu, em nói chậm cho nãy giờ em nói chậm lắm luôn rồi đó, chứ hôm nay em mệt em mới nói chậm vậy luôn á. Rồi kính này sẽ được bọc cho mọi người một cái lớp nhựa ngay chỗ này nè, bọc lớp nhựa. Ở chỗ này cái gọng của nó rất là nhuyễn cho nên nam nữ mang được hết. Và mình kính này cơ chế của nó là gấp cho nên nó gấp 1000 lần cũng không bị gãy kính luôn nha. Hello Thả Lan, em chào Thả Lan luôn ạ. Mẫu kính này 500k, hôm nay em sale còn 250. 250 một cây mọi người nha. Ai lấy mẫu kính này thì mọi người comment liền cho em là kính gấp kèm theo cái số điện thoại, chốt 250 một cây. Sang chảnh cực kỳ, nam mang cũng được, nữ mang cũng được. Có chữ Ray-Ban trên đây khắc cho mọi người. Bên đây cũng có chữ Ray-Ban nhưng mà nó khắc bằng tia laser cho mọi người, cho nên mọi người nhìn ở đây là không thấy, khi nào cầm kính lên mới thấy. Kèm hộp đồ đầy đủ cho mọi người luôn nha. Đây, có hộp đồ đầy đủ cho mọi người luôn mà giá chỉ có 250 một cây thôi, rất là rẻ. Nếu như mọi người mà đi đâu á, đi du lịch hay đi đâu, mình mang theo nó tiện lợi cực kỳ, nó đỡ tốn diện tích lắm. Đây, kính này gấp lại được luôn, gọn cực kỳ, nhìn nó rất là lạ luôn nha. So với một cái kính nè không gấp thì kính gấp nó vẫn là sang hơn đúng không mọi người, nhìn nó vẫn là lạ hơn, là sang hơn nữa nha. Hello chị Thả Lan, chị Thả Lan ơi, mua kính ủng hộ tốt đi. Rồi mọi người ơi, mọi người thích lên cái mẫu kính như thế nào, mọi người comment liền cho em nha, để em lên kính cho mọi người coi nha. Mệt. Kính màu trắng sữa hồi nãy bao nhiêu chị Linh ơi? Linh Lan ơi, kính màu trắng sữa hồi nãy là 250 nha, kèm hộp đầy đủ cho em luôn. Đây, kính màu trắng sữa này đây, mà gấp bạn nhé. Ok Phạm Kha nha, kính gấp cho Phạm Kha. Rồi cái kính này là 8431, có kính nam không? Dạ có luôn Ngọc Kiều ơi, mới vừa xuống xong ra kính trên đầu của em cũng là dòng kính nam luôn. Thì cái kính trên đầu của em là 450 một cây nha, 0023 450 một cây. Còn cái kính đó, kính này màu sữa hồi nãy là 8431, là kính màu sữa mang lên rất là sang luôn. Linh Lan ơi, chị lấy cái này chị comment cho em là 8431 nha, kèm theo số điện thoại, đem lên sang lắm. Còn Ngọc Kiều ơi, kính này 450 một cây là hàng cao cấp chính hãng, kèm hộp đồ đầy đủ, nem cạc, thẻ bảo hành đầy đủ cho bạn luôn. Còn kính này em lên cho mọi người coi nha, thấy chưa, sang chảnh cực kỳ. Màu kính này là màu nâu. Tiệm mình ở đâu vậy em? Dạ nào Minh Vũ ơi, tiệm em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 anh nha, Sài Gòn á. Anh ở đâu, anh ở đâu, ra đây nè. Anh có ở gần em không? Hoàng Long, kính nam tầm trung không? Có kính nam tầm trung luôn. Ôi sao nhức đầu quá nè. Em lên kính nam tầm trung cho em coi nha. Em cảm ơn Triệu Phong. Rồi chị Linh Lan ơi, chị có lấy kính này không? Lấy kính này thì comment cho em nha. Có hộp đồ đầy đủ cho chị luôn, 250 một cây. Rồi em lên cái kính nam mà giá tầm trung cho anh coi nha. Đó là mẫu kính này nè anh ơi. Hello Tiên Phạm, chị tất chào Tiên Phạm luôn. Đây là kính này, ở dưới là nó không có viền, ở trên là nó có viền màu đen, có chữ, có con cá sấu là có trên đây, có chữ là có được khắc tia laser ở đây cho mọi người coi luôn nha. Ở dưới nó không có viền, nó rất là sang, cái ống của nó là như vậy đó. Bên hông con ve có con cá sấu là có luôn. Thì mã kính này có mã là 8301. 8301 có giá là 149.000 một cây, giá tầm trung đúng không? 440k xe còn 149.000. Rồi anh Hoàng Long ơi, anh lấy kính này thì anh comment cho Túc nha, mã là 8301 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn. Ôi, mệt quá, sao mệt quá ta, nó nhiều mệt quá. 8301 kèm số điện thoại liền cho em nha, giá là 149.000 một cây, chống tiêu UV chuẩn 400 màu đen, rất là ngầu luôn, dành cho nam. Rồi mọi người ơi, mọi người thích kính như thế nào nữa không ạ? À? Mọi người thích kính như thế nào thì mọi người comment lên cho em thấy đi, để em biết nè, để em biết mà em tặng, em bán kính cho mọi người nha. Sao em thấy comment nó bị đứng quá trời luôn á. Ok Phạm Kha, vậy em hỏi kính gấp cho anh luôn nha. À, mã 8301 kìa, đây 8301 đẹp lắm luôn đó Khanh Nguyễn ơi. Đây Định Trần ơi, em đang mang nè, 8301 nha, sang chảnh cực kỳ luôn. Có chơi mini game không chị? Chị có chơi mini game mà nãy giờ không ai đánh trúng hết trơn á, hay là sao bây giờ? Nãy giờ đưa chưa có ai đánh trúng hết. Con mẫu nào không bạn? Dạ con Ngọc Kiêu thích mẫu nam đúng không? Em lên mẫu nam cho Ngọc Kiêu coi nha. Thì cái kính này là kính cũng là Ray-Ban luôn, 350 một cây. Kính này giá gốc 700, chán phải ngoan như vậy, rất là sang, 350 một cây, Ray-Ban trồng thủy tinh nha. Trong này là trồng thủy tinh. Hello Peter. Trong thủy tinh có chữ Ray-Ban trên đây cho bạn luôn. Bên đây có chữ Ray-Ban khắc tia laser. Cái tem này về tháo ra cho em. Trồng màu trà, viền màu trà, 350 một cây, mã là 3026 nha. Thì cái này nó còn có màu xanh cho mọi người nữa. Đây, màu xanh là như vậy. Màu xanh thì khi ướm lên mặt nó sẽ ra là xanh đen nha. Đó, nó như vậy nè.
Mình đi đêm được luôn. Màu xanh này 3026 nha. Rồi kính Ray-Ban kính nam nhé, điện thoại. Minh Ngô ơi, Ray-Ban. Đây Minh Ngô ơi, Minh Ngô lấy cái Ray-Ban thì Minh Ngô comment cho em là mã luôn đi. Cái kính gấp hay là cái kính 3026 này luôn anh ơi. Đây. Anh thích cái 3026 như là hay là cái kính gấp thì anh comment cho em luôn nha. Em có hai mẫu đó ạ. Rồi, cái mẫu 3026 thì em có màu xanh với màu trà nha. Bây giờ em lên cái kính Acma này cho mọi người coi. Thì dòng Acma này kính màu 8503 hay 8501 đi chị. Rồi 8503 cho kính xịn đi. Em đang lên kính xịn là Nam Hoàng ơi. 8503 lên lại cho em coi nha Định Trần ơi. 8503 lên lại nha. Sao mọi người im re luôn, buồn lắm luôn á. Dạ chưa nghỉ luôn anh Bảo Ban ơi, hôm nay em live trễ. Rồi mọi người nhìn nha, mẫu 8503 này em đang lên cho mọi người. Trồng Boleroy, chuẩn lắm, 700k một cây, sale còn 350. 8503 kèm số điện thoại cho em nha. Trồng này thì nam mặt to, mặt nhỏ mang cũng được hết. Cái trồng này nó là trồng vừa. Đây mọi người nhìn nha. Ở đây có chữ Boucher rất là sáng bóng cho mọi người. Từ cái đầu kính nè, ở đầu, ở đuôi kính nè, ở đuôi cái càng kính có bọc một lớp kim loại rất là sáng bóng luôn. Từ đây lên đây sẽ được bọc một lớp cao su, mình có thể là xoay qua xoay lại được luôn nha. Đây mọi người thấy không? Đẹp lắm. 8503 kèm số điện thoại cho em nha. Mở ra mở vô mang cũng được luôn. Nam mang lên cực kỳ ngầu, 350 một cây. Còn cái cây này nè là Acmani, cái này là màu trà rất là sang luôn, dành cho những anh trung niên, tầm thậm chí là ít hơn trung niên cũng được, tầm 27, 28 tuổi đổ lên, 26 tuổi đổ lên là mình có thể cái này luôn. Dạ đúng rồi anh Bảo Anh ơi. Đây mọi người nhìn nha, đó nó loáng ho như vậy thấy không, ở bên trong chén màu xanh ở ngay chỗ này nè mọi người nhìn nha, cái gọng của nó rất là sáng bóng. Thì hàng này là hàng cao cấp bên em, kính hạt ma này chính hãng, 900k một cây, sale còn 450. Em có hai màu cho các anh lựa chọn luôn, đó là màu đen với lại màu trà nha. Màu đen là như vậy nè, thấy không, gọng của nó sáng bóng như vậy, màu đen với lại màu trà, trồng giọt nước mọi người nha. Trời em mắc ở quá. Đây trong giọt nước mọi người thấy không ạ, 450 một cây. Rồi mua kính của chị mà muốn mở được cái shop luôn rồi, mua kính của chị nhiều vậy luôn đó hả Tiên Phạm ơi. Anh cũng đang cày cuốc chưa được nghỉ đây. Ủa anh Bảo Ban đang làm gì đó? Ủa anh Bảo Ban đang làm gì? Kính này trong bolero chống trời chống bể cho mọi người luôn, 101 hay 102 thì bán. Anh Nam Hoàng ơi, vậy là không bán luôn anh ơi. Cái kính này tới 450 mà anh chảo 101, 102 chắc em xỉa cái đùng luôn á. Cái kính này tới là 450 lận nha, giá gốc 900k nha anh nha. Rồi, mọi người có thể là ra ngoài hay là lên mạng tham khảo cái mẫu kính này giùm em luôn. Mã là 3211, 450 một cây mọi người nha, đẹp lắm luôn. Rồi, bây giờ thì em xin phép là giải quyết cái mini game cho mọi người luôn và công bố người chia sẻ livestream nhiều nhất luôn ha. Nãy giờ ai chia sẻ livestream cho em thì ở lại trong livestream để nghe công bố nha. Dạ có người nè, chia sẻ livestream là ai vậy? Hồng đen mọi người nha, bạn Hồng đen là bạn chia sẻ livestream cho em nhiều nhất luôn. Là Hồng đen mọi người thấy không ạ? À? Bé này chia sẻ livestream nhiều lắm nè, hôm bữa trúng một lần bây giờ trúng nữa. Rồi, bé Hồng đen là người chia sẻ livestream nhiều nhất. Hồng đen ơi, nếu như em có đang trong livestream thì em inbox trực tiếp cho fanpage, nó là trúng thưởng giải share để được nhận kính em nha. Còn nếu như mà, à bây giờ em sẽ giải quyết tiếp cho mọi người coi cái câu đố luôn ha. Thì nãy giờ không có ai đánh trúng câu đố hết trơn á. Bây giờ em giơ lên cho mọi người và trong vòng 1 phút mọi người thử trả lời thêm nha. Tại vì hôm nay sẽ không chơi lướt comment mà phải giờ gọi ý với mọi người là giường gì mà không có chân. Thì đầu tiên chữ có 3 chữ. Chữ đầu tiên là chữ giường, chữ thứ hai là chữ xe. Chữ thứ ba mọi người không đánh ra đúng không, mà giường che gì bây giờ ạ? À? Mặc kính nào anh hợp em ơi, Quốc Thắng Lê ơi, em nghĩ là nếu như mà anh muốn dễ mang thì anh chọn cái trên đầu của em đi. 8503 là cái dễ mang nhất luôn. Cái dễ mang nhất luôn á. Là 8503 nè. Đó, nam nữ cũng mang được hết trơn, mà đó là form thể thao nó còn dễ mang nữa. Cái form này là tròn tròn, hình giọt nước, nó không quá là tròn, nó là hình giọt nước. Rất là dễ mang luôn mà còn sang chảnh nữa, 350 một cây. Mã của nó là, ồ, không thể tin luôn á nha. Trời đất ơi, sao mọi biết hay vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy? Ghim comment lại liền luôn. Đây, trời đất ơi, dùng xe đò hả? Má ơi, không thể tin được luôn. Rồi, Nguyễn Quốc Cường comment chữ giường xe đò, thấy không? Hôm nay em sẽ không lướt comment, mà ai comment đúng em sẽ ghim lại trực tiếp luôn. Để tránh trường hợp là mọi người thấy là em công bố đáp án xong mọi người comment là ban đầu mọi người không chơi mini game, để khúc cuối comment là em không tính ha. Rồi, ok, anh Cường comment là giường xe đò mới kinh chứ. Ok nha, chúng luôn rồi nè, giường xe đò mọi người nha. Giường xe đò này nó không có chân được không ạ? Rồi, ok, Nguyễn Quốc Cường comment cho em chữ trúng thưởng kèm theo số điện thoại liền luôn nha. Nhớ nha, chia sẻ livestream vài phút trước, chia sẻ livestream vừa xong là không tính. Ok chị ạ? Tại vì em chơi công bằng lắm, mà người chia sẻ livestream từ ban đầu thì mới tính nha. Ủa sao anh biết từ đầu rồi mà là sao sao anh biết được, em không hiểu luôn á.
Không hiểu sao luôn mà dùng xe nào sao biết hay vậy. Rồi team phạm comment sau rồi, không đúng luôn ha. Anh Cường là người comment đầu tiên. Ok chưa ạ, dừng xe đò mọi người nha. Hoặc là khó hiểu luôn á nha. Ở trong đây camera không ta, sao mà ghê vậy. Sao dừng xe khách là không đúng luôn, dừng xe đò mới đúng mọi người nha. Rồi anh Cường ơi, anh Cường comment cho Túc đi, là trúng thưởng kèm theo số điện thoại để Túc tặng cho anh Cường cái kính luôn nha. Thì kính hôm nay mà Túc tặng cho anh đó là một kính nào đây. À, một kính hồi nãy em lên cho mọi người là kính màu đen đúng không? Mã là đây kính này nha, tặng em kính này ha, có màu đen với màu xanh, thích màu nào thì lấy màu đó. Đây 8301 tặng cho anh Cường 8301 kính này nha. Trúng thưởng tặng tốt tốt luôn, nhánh sát xanh Cường dễ thương quá vậy. Trời ơi, vậy là bữa giờ được hai cây rồi đó, một cây của Tấn Anh tặng mà chưa kịp lấy nữa nè. Rồi thêm anh Cường tặng nữa lần cây nữa, anh Cường chia sẻ livestream chưa? Chưa chia sẻ livestream là không được đâu nha. Chia sẻ chưa? Dễ thương vậy. Rồi ok anh Cường hợp lệ mọi người nha, cảm ơn anh Cường nha. Rồi mọi người ơi, mã kính này em đang mang là 8301, ai lấy thì hốt thêm luôn nha. Kính này hôm nay em tặng cho mini game đó. Ai lấy thì mọi người comment cho em là 8301 kèm theo số điện thoại. 400k sale còn 149k một cây, hơi bị tích luôn nha. Nhờ sắp chuyển giúp tới tấm nhé, cảm ơn anh Cương. Trời đất ơi, chơi mini game mà tặng em luôn mới ghê chứ. Ai cảm ơn anh nha. Rồi mẫu kính này ai lấy thì mọi người tranh thủ comment giúp em luôn ha. Rất là đẹp. Trong kính ở dưới đây nè, nó không có viền, ở trên đây nó có viền nha, nam nữ gì cũng mang được hết trơn á. Rồi bây giờ thì mọi người ơi em xin phép mọi người là sẽ kết thúc live stream luôn ha. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ luôn nha. Buồn ghê kìa tiên tiên, buồn ghê kìa. Rồi bây giờ em xin phép mọi người là sẽ bye bye mọi người, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Ngày mai 11:30 mình tiếp tục live stream tiếp mọi người nha. Bao nhiêu tiền em? Dạ cái kính đó là 149.000 đó anh bố Kuken ơi. Kính này 140. Cảm ơn anh Cường. Và 20/10 nữa chứ hả? Rồi, mẫu kính này 8301 149.000 bố Kuken ơi, anh lấy thì anh comment cho em 8301 kèm số điện thoại luôn đi. Bảo hành 3 tháng, giao hàng tận nơi luôn ạ. À. Rồi, mẫu kính này mọi người nha. Rất là dễ thương luôn ha. Đây để em chặn cái thằng Lâm chán đời, nhìn mày chán đời thiệt luôn á, chán ghê. Cảm ơn anh Hùng Hiệp. Rồi, bây giờ em qua em kết thúc live stream nha. Anh nhiều rồi, bố Kuken ơi, anh lấy cái này không? Là cái này comment cho em luôn nha. Rồi bây giờ em xin phép mọi người sẽ kết thúc live stream. Nếu như anh bố Kuken có lấy thì inbox cho em chất liệu là gì anh ơi, sợ bay màu không bay màu. Chất liệu của nó là trồng thủy tinh hữu cơ và cái gọng màu vàng trên đây nè, nó sẽ được làm bằng titan anh nha. Những cái gọng màu vàng bằng titan, không bong, không tróc, không gỉ và không xét, mang lên rất là bền luôn. Trồng này trồng thủy tinh hữu cơ, em test tiêu UV cho anh coi nè. Chống tiêu UV là chuẩn 400 luôn. Rồi ai lấy thì mọi người comment nha. 8301 kèm theo số điện thoại, kính gấp đi. Kha Hô Minh ơi, kính gấp thì comment cho em chữ kính gấp kèm số điện thoại nha. Đây kính gấp em mở ra cho anh coi nè. Kính gấp thì có khả năng là gấp lại được và gấp 1000 lần nó cũng không hề bị gãy. Đây kính gấp còn một màu duy nhất là kính gấp màu trà, trồng thủy tinh nha. Không phải là trồng thủy tinh hữu cơ mà là thủy tinh luôn, y như cái ly thủy tinh của mình vậy đó. Đây có chữ Ray-Ban được khắc tia laser bên đây. Lát túc lấy luôn ở shop giúp anh nhé. Ok nè, anh hỏi em có người yêu chưa? Chưa có người yêu luôn. Ủa em đâu thấy anh hỏi đâu. Nè em mang cho mọi người coi kính gấp thì 250 một cây nha. Mai mấy giờ like chị Định Trần ơi? Mai là 11:30 chị sẽ like rồi, 2:30, 4:30, 7:45. Rồi kính này tôi Túc đang mang cho mọi người nha. Có kính đi đêm không em? Dạ có luôn Trần Hiền ơi. Rồi anh lấy kính đi đêm anh comment cho Túc luôn. Hát tặng một bài đi em không biết hát anh ơi. Hát cái là tục view luôn đó. Mẫu kính này nè, 8503 dòng VIP 450 một cây. Kính dành cho đi đêm nha. Kính gấp này là kính gấp nam, bố Kuken ơi, kính gấp này là nam và nữ đều mang được luôn nha. Cái dòng này do đó là dòng unisex, là nam nữ đều mang được. Kính gấp là 250 một cây, còn kính em đang mang là 450 một cây. Kính này kính đổi màu, đi ngoài đường ban ngày đổi màu đen, đi ban đêm đổi màu trắng như vậy. Nếu như ban đêm là đổi màu trắng như vậy cho mọi người, còn đi ban ngày là sẽ chuyển thành màu đen cho mọi người nha. Rồi, ai lấy mẫu này thì comment cho em là 8503 kèm theo cái số điện thoại 450 một cây. Có hộp voucher đầy đủ cho mọi người luôn, kính này thương hiệu voucher. Còn cái kính mà em mới giơ lên là thương hiệu Ray-Ban là kính gấp nha, 250 một cây luôn nè. Bố Kuken ơi, anh có lấy thì anh comment lẹ lên, em chuẩn bị kết thúc live stream rồi là không bán giá sale đâu. Bên em chỉ sale trên live stream thôi, không có sale tại shop nha mọi người nha. Cho nên nếu như mọi người muốn mua giá sale thì mọi người hãy đặt hàng trên live stream. Và bên em sẽ chuyển hàng tới tận nhà cho mọi người kiểm tra hàng luôn. Rồi em xin phép mọi người là sẽ kết thúc nha. Bye bye mọi người.